Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết thông tin về giá xe, tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 ạ. Chiếc xe GLC 200 này khi mà sang cuối tháng 8 này đang có các chương trình khuyến mại như nào thì em sẽ giới thiệu cho em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 h của em sẽ chuyên về giá xe ạ tổng ăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À. Ok, em xin phép được đi vào vấn đề chính ạ. À. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ. À. Với giá miết của chiếc xe này đang là 1 tỷ 859 triệu ạ. À. Sang cuối tháng 8 này thì đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 1 tỷ 789 triệu ạ. À. Tức là giảm giá cho anh em là 70 triệu tiền mặt ạ. À. Và tặng cho em thêm một bộ phụ kiện cao cấp trị giá là 30 triệu đồng nữa đấy ạ Vậy thì chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 này Làm mấy nổi đang là 2 tỷ 039 triệu ạ Còn trả góp thì đang là 628 triệu Còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 979 triệu Trả góp thì đang là 568 triệu ạ Còn là tỉnh áp thuế 1200 thì đang là 2 tỷ 016 triệu trả góp thì đang là 605 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 2 tỷ 002 triệu. Trả góp thì đang là 591 triệu ạ. Đó chính là phần giá xe và tàu đóng bánh ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m670. Rộng là 1m90 ạ Còn cao là 1m650 Còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m873 Chiếc xe này thì rất là dài Rộng và cao em nhé Tiếp theo giới thiệu cho em về phần đầu xe Phần đầu xe của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 này Thiết kế thì có nó thì Rất là mượt mà Uyển chuyển Không kém sự sang trọng và lịch lãm ạ Đúng phong cách và ngôn ngữ của Mercedes Tiếp theo giới thiệu cho em về phần mặt lưới cơ lăng Mặt lưới cá lăng của chiếc xe GLC 200 này thì nó có thanh đập chrome. Hai thanh đập chrome rất là to bản. À, ôm trọn cái logo của Mercedes tạo cho phần đầu xe cảm giác nó được sang trọng hơn, lịch lãm hơn và tinh tế hơn ạ. Về phần cụm đèn, phần cụm đèn của chiếc xe này thì nó sử dụng là đèn full led em nhá. Cho được cả đèn cốt đến đèn pha đấy ạ. Và có giải đèn nét ban ngày rất là dài giúp cho phần đầu xe cảm giác nó được sang trọng hơn ạ. Tiếp theo giới thiệu cho em về phần uh, uh, đầu xe, về phần uh, cản trước, cản trước của chiếc xe này có tính năng an toàn đó chính là có cảm biến góc trước 6 mắt ạ. Đó và có thanh nhập chrome rất là to bản này, em nhá. Tạo ra phần đầu xe cảm giác nó rất là mạnh mẽ và sang trọng ạ. Tiếp theo giới thiệu cho em về phần sườn xe, phần sườn xe của chiếc xe này thì nó không phải dập nổi quá nhiều đâu, giúp cho chiếc xe nó ăn nhập với phần uh, đầu xe đấy ạ. Về phần bánh xe của chiếc xe này thì nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, vành nhỏ nó là 10, uh, 18 inch. 5 chấu kép thiết kế kiểu mới ạ. phanh đĩa cho cả bốn bánh ạ. Các tính an toàn như hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử LD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA đấy ạ. Về phần sườn xe thì nó sẽ có bậc lên xuống rồi em nhá. Tiếp theo giới thiệu cho về phần gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu của nó sẽ là gương chiếu hậu cùng màu thân xe Tích Tức trên đây sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn LED ạ. Nó sẽ có chỉnh điện và gập điện ạ. Phiên bản này nó sẽ không có camera 360 độ đâu em nhá. Về phần tay nắm cửa sẽ là tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả bốn cánh cửa đấy ạ. Đó. Về chân kính của chiếc xe này sẽ là chân kính mạ chrome. Về phần trên và phía dưới đều là các thanh nhập chrome rất là to bản em nhá. Về phần trần xe của chiếc xe này nó sẽ là trần phẳng ạ. Nó sẽ không có cửa sổ trời toàn cảnh đâu ạ. Và nó sẽ tích hợp thêm đó chính là có giá lóc hay thanh em nhá. Giúp cho chiếc xe cảm giác nó sẽ được thể thao hơn. Về phần đuôi xe của chiếc xe này thì nó Thiết kế nó không phải dập nổi quá nhiều đâu, thiết kế nó rất là nhẹ nhàng, giúp cho ăn nhập với phần đầu xe và phần sườn xe Tiếp theo thì cho cho anh em về phần uh, cụm đèn phía sau ạ. Cụm đèn phía sau của chiếc xe này nó sử dụng là đèn LED nhá. Đèn LED đấy ạ. Đó. Nó sẽ chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe. Thiết kế của chiếc xe này thì khá là sang trọng ạ. Các tính an toàn về phần uh, đuôi xe của chiếc xe này thì nó sẽ có camera lùi và có cả cả lùi sáu mắt đấy ạ Đó. và chiếc xe này thì về cản sau của nó sẽ là có thanh nhập chrome ôm chọn lấy uh, 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 bô, kép của chiếc xe CLC 200 này Đây, giới thiệu nói cho em về tổng quan về phần đuôi xe của chiếc xe Mercedes-Benz CLC 200 ạ đấy. Ok tiếp theo giới thiệu cho em về mức tăng nhiên liệu của chiếc xe này ở trong đô thị thì đang là 11,47 lít ạ Ngoài đô thị thì đang là 7 ,18 lít 18 Cái đầu trung bình thì đang là 8 ,77 lít 77 thôi ạ Rất là tiết kiệm nhiên liệu cho em nhá Đây là chiếc xe sử dụng là động cơ 2.0 đấy ạ Ở đây giới thiệu cho em về phần nội thất Nội thất của chiếc xe này thì nó sẽ có hai màu nội thất cho lựa chọn Là nội thất màu đen và nội thất màu vàng ạ mà. Đây là nội thất màu đen em nhá Không gian nội thất màu đen thì giúp cho chiếc xe được sang trọng hơn Lịch lãm hơn ạ Ghế của chiếc xe này nó sử dụng là ghế da nhá Ghế da đấy ạ Ghế da Atico ạ Ghế của chiếc xe này sẽ là ghế Ghế chỉnh điện đấy ạ Đây Ghế của chiếc xe này sẽ là ghế chỉnh điện này Còn đây là các nút bấm là lên xuống kính cho bốn cánh cửa này Khóa cửa chốt kính ạ Loa của chiếc xe này nó sử dụng là loa loa cơ bản thôi nhá Không phải loa Bull Master Giống như là bản ba 300 ạ Còn đây giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai này Hàng ghế thứ hai sẽ giống như hàng ghế đầu tiên Ghế có là xe là ghế màu đen ạ màu đèn nha, nó sẽ hai màu nội thất đấy ạ, ghế được bọc da, hàng ghế thứ hai thì ngồi rất là thoải mái và rộng rãi nhá. tích hợp thêm hàng ghế thứ hai, nó sẽ có cửa gió cho hàng ghế thứ hai đấy ạ. đây, đây cửa gió cho hàng ghế thứ hai nhá, anh em có điều chỉnh được uh, tốc độ gió đấy ạ. ok giờ đi sâu bên trong bên hàng ghế đầu tiên giới thiệu cho em về hàng ghế đầu tiên, đây giới thiệu cho em về phần vô lăng này, vô lăng của chiếc xe này sẽ là vô lăng ba uh, chấu á được bọc ra sờ rất mềm mại ạ. Tích hợp trên vô lăng sẽ có đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này, có cả cruise control đó chính là ga tự động ạ à. và có cả giới hạn tốc độ luôn em nhá. Đó. Và có điều chỉnh bằng đàm thoại rảnh tay này. Đó. Thiết kế của chiếc xe này thì rất là tuyệt vời. Về bảng hồ tắp lô của chiếc xe này đây. Thiết kế của nó thì em đánh giá khá là cơ bản thôi. Nó không phải là quá nổi bật ạ. À. Về phần bản hồ tắp lô ạ. À. Có đây giới thiệu cho em về phần màn hình giải trí này. Màn hình của nó sẽ là màn hình cảm ứng 12,5 inch em nhá. Đó, có cái lối bluetooth này, chức năng điều khiển một giọng nói đấy ạ. Tích gạt nó sẽ bằng qua bằng các cái lệnh câu lệnh như là hay uh, Mercedes ạ. Về cửa gió điều hòa của chiếc xe này thì đúng ngôn ngữ của Mercedes, nó hệ okay, thống cửa gió điều hòa là viền xung quanh được mạ chrome ạ. Còn đây là cái điều khiển về màn hình giải trí em nhá. Và các cái nút bấm đấy ạ. Đó. vân gỗ dưới sang trọng đấy ạ. Đó. À, tựa tay trung tâm thì bằng bọc da rồi nhá Còn đây giới thiệu cho về tổng quan về uh, hàng ghế đầu tiên, viền xung quanh, mạ chrome này, các cửa gió điều hòa đấy ạ. Ô phần gỗ bên cánh cửa, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ok, giờ sang sang phần uh, động cơ giới thiệu cho về phần động cơ ạ. Động cơ của chiếc xe này thì nó sử dụng là động cơ 2.0 với công suất cực đại nó đang là 197 mã lực trên cho 6.100 vòng/phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại của chiếc xe này thì đang là 320 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút ạ. Chiếc xe này nó hộp sử dụng là hộp số tự động 9 cấp em nha. Và cần số của chiếc xe này thì nó sẽ là di chuyển về cần uh, uh, gạt gạt mưa đi ạ. Nó không phải là cần số trên cái uh, bề tí tay đâu ạ. Về tốc độ uh, đạt được từ 0 đến 100 km h chỉ mất uh, 7,8 giây thôi em nhé. Và tốc độ tối đa thì đạt được đó chính là 217 km h đấy ạ. Về các tính an toàn của chiếc xe này thì nó có rất nhiều tính an toàn cho cho anh em đấy ạ. Có như sau hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BAS này, hệ thống phanh tay điện tử này, hệ rên toàn 3 điểm này. Đó và rất nhiều tính an toàn nữa đấy ạ. Về màu sắc xe của chiếc xe này thì nó có màu trắng như mình đang xem ạ, màu đen, màu xanh, màu đỏ và màu xám. Còn màu nội thất thì có hai màu cho nội thất cho lựa chọn là màu màu đen như mình đang xem và màu vàng ạ. Ok, vậy video này em đang giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhá. Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Mercedes cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW cũng như rất nhiều xe trên trường Việt Nam để cho anh em sơ lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok em phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này các em ạ.